Theo anh Vi Văn Tuyền, người dân bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, nguồn gốc ra đời của cơm lam xuất phát từ việc đồng bào đi rừng, thay vì lấy nồi thì người ta sẽ tận dụng những cây tre rồi cho gạo vào đó để nấu thành cơm. Đây là gạo nêm nương của đồng bào dân tộc Thái. Gạo rất là to đều và đặc biệt là nó có cái mùi thơm đặc trưng của gạo nương. Tôi cũng đã là làm rất là sạch sẽ rồi. Cơm lam này thì sẽ phải gạo khô, gạo sạch, gạo khô. Khi mà bỏ vào ống này nó mới không bị bám vào những cái khu xung quanh này. Chúng ta muốn ăn gạo có màu thì chúng ta sẽ lấy cái nước có màu cho vào. Và bây giờ chúng ta sẽ rót nước vào trong ống này để ngâm. Sau khi gạo của chúng ta đã ngâm được 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy lá, có thể là lấy lá chuối hoặc là lá dong, thắt cái ống của cơm lam. Đối với công đoạn này thì khá là quan trọng, bởi vì là chúng ta làm sao để cơm nó chín đều ấy, lửa không quá to và không quá nhỏ để mà cơm nó chín đồng đều, và chúng ta phải lật thường xuyên. Đối với cơm lam này, để cho nó chín đều tất tần tật cũng tốn khá là lâu thời gian, ít nhất cũng phải 1 tiếng đồng hồ, bởi vì cái ống cơm lam này nó cũng khá là dày. Cơm lam này chấm với muối vừng và ăn cùng với các món ăn như là cá bỉnh tộp, ăn với gà nướng thì nó tuyệt vời luôn. Cùng với thời gian, cơm lam đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực của nhiều đồng bào dân tộc, trở thành thứ hàng hóa được nhiều người biết đến và rất yêu thích. Tuy mộc mạc và đơn giản, nhưng với cách nấu này, cơm lam mang hương vị thơm ngon đặc trưng, mùi thơm của vừng, vị đậm đà của thịt nướng, hòa quyện với hương thơm của cơm lam, tạo nên một món ăn hấp dẫn làm say đắm lòng người thưởng thức. Ăn cơm lam này thì rõ ràng là cái độ nó dễ ăn hơn là xôi. Cái độ ngán của nó sẽ đỡ hơn. Nên mình ăn là mình cảm nhận nó hòa quyện giữa lớp nương và cái hương vị của ống chè. Mà khi mình lại qua lửa nướng thời gian nên ăn nó dẻo mà thơm. Mình cứ nhanh nhanh là được. Mà mình thấy cơm lam ở đây nó rất là đặc biệt. Hương vị của nó, hạt gạo rất là dẻo, dẻo và muối vừng rất là thơm. Nếu ai có dịp đặt chân đến đèo Đá Trắng ở Hòa Bình hay đi du lịch Mộc Châu, Sơn La thì đừng bỏ qua món cơm lam để cảm nhận hương vị độc đáo của núi rừng Tây Bắc.